Không, nó trời ơi, nó màu xám xịt luôn á trời. Ôi, ôi, ôi. Con này là mất nước luôn, là cực kỳ hiếm. Cực kỳ hiếm luôn hả? Baby Tree mèo thần tài phiên bản xích rịch. Trời ơi, nhìn cũng đẹp đó. Nói chung là có tay có chân mặc cáo màu đỏ nè. Rồi còn mắt nước nữa chứ, bày đặt mắt nước nữa. Xích rịch mà còn bày đặt mắt nước nữa. Mắt rừng hả? Mắt rừng, mắt nước gì kệ. Nói chung là đẹp, đẹp quá trời đẹp các bạn ơi. Trời ơi, sao đẹp quá vậy con. Cài bán lại cho mình con này không có câu được. Con này trên thị trường là còn chỉ có 10 con trên thế giới thôi. Gì? Trên thế giới chỉ có 10 con này hả? Tớ là một trong 10 người đó nên là có gì để bán cho con. Sao quăng đủ đạn quá vậy? Sao thấy hơi nổ nha. Ok. Thôi không. Nói chung là ngày hôm nay bởi vì mình quá thích cái con xích rịch của Kairon, cái con mà có tay có chân mèo thần tài nè các bạn, nên là mình đã quyết định đầu tư luôn một hộp mèo thần tài để có thể tìm được xích rịch dành cho Sammy. Đó, tôi sẽ tặng cho Sammy các bạn. Wow. Yeah. Sao vui hả? Mình tí nữa còn mở ra cũng con xích rịch là cuối hồn đi. Vấn đề là sao mình kêu mình tặng cho Sam mà sao không vui vậy cây? Không vui, bất ngờ quá, sốt, sốt quá. Này trái tim đây nè, đó, trái tim tặng trái tim này đó. Sốt quá. Sốt. Mình thấy mua quà tặng người yêu mà người yêu kiểu không hết mà. Ờ ok hết đúng không? Tôi là thích con xám mắt rừng. Xám mắt rừng hả? Ok rồi thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video Unbox Baby Tree nha các bạn nha. Còn chân chơi như thế nào? Let's go. Rồi, xé cái bọc ni lông ra. Đấy. Lần này là nhất định là phải kiếm được xích rịch nha các bạn. Mấy bạn biết tại sao tôi lại quyết tâm kiếm được xích rịch không? Mấy bạn biết tại sao không? Chắc cả các bạn đọc tiêu đề các bạn cũng biết rồi đúng không? Đó chính là tôi sẽ thông báo cho các bạn là tôi với Sammy đã nhận thêm một bé thú cưng mới. Cái gì? Vậy gì vậy? Ghê vậy? Ủa? Nhận thú cưng mới thôi mà có gì đâu bất ngờ gì má ông nội. Nên là mở này ra để phòng hờ chứ đúng không? Đúng rồi. Không, tại 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 nhà cậu là nhận nhiều hút cưng rồi. Đúng rồi. Giờ tớ đang thắc mắc là cái con tiếp theo là con gì đó. Nhà tớ là hiện tại đang nuôi một con đậu các bạn, và sắp tới đây mình với Sam sẽ nhận nuôi thêm một con mèo nữa. Đấy, đó. Cái này là hiểu rồi. Là mình quyết định là mua Baby Tree mèo thần tài để ăn mừng con mèo mới đó. Sốc quá, sốc quá. Con rồi. Đúng rồi. 11 và bọn mình nuôi con khỉ thì bọn mình sẽ mua Baby Tree để mình mở tìm ra con khỉ đó. Đó. Trời ơi. Ok. Rồi, nói chung là ngày hôm nay là inbox mẹ thần tài là lấy cái cửa để inbox thôi chứ cũng không có gì hết trơn. Nó là gì vậy? Bây giờ tới inbox nó rồi. Nguyện vọng không cái gì? Nguyện vọng của Phong tất nhiên là xích rịch các bạn. Đây con xích rịch của Kairon quá đẹp luôn bạn, thật sự quá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ trà nó vô đây để cho nó lấy vía nha bạn. Tôi biết Sammy định làm gì, tôi biết Sammy định làm gì luôn nè. Sammy làm gì? Thật ra các bạn không biết á, là lần trước á là mình bóc được cái con này là do mình đã lắc cái hộp các bạn. Lắc hộp thì sao bạn? Đó chính là mình đã tìm được cái chích, đó chính là nếu mà các bạn lắc cái hộp nào mà nặng hơn thì cái khả năng nó ra con sức lực cao. Sao mình thấy hộp nào cũng nặng hết bạn ạ? À? Vậy đâu có sức lực rồi. Thôi bây giờ mọi người chọn hộp đi. Cái hộp này, con hộp này. Rồi. Rồi nguyện vọng của mọi người là sao? Nguyện vọng của xin. Nguyện vọng của Phong là sức lực thôi bạn. Em là gì ta? Mèo trắng mắt nước. Rồi, còn tôi là tôi có con sức lực rồi nhưng mà nhà tôi thiếu một con, đó chính là con mèo đen các bạn ạ. Wow. Wow. Thiếu con mèo đen luôn. Tôi là muốn mèo xám. Chị chưa có mèo xám, chị thật là con mèo xám. Tôi thì tôi thích con xích rịch hoặc là con mèo màu xám, và con mèo phiên bản mà màu xám, hai lỗ tai màu xám với lại cái mũi màu xám đó các bạn. Xám đây. Trắng. Đúng rồi, xám trắng đó. Ừ. Con này bởi vì nó giống con thú cưng sắp tới của tôi đó. Trắng. Rồi. Mấy bạn sẽ phải tan chảy với lại cái sự dễ thương của thú cưng mới của tôi. Ok. Okay. Nhưng mà hôm nay coi inbox tạm nha, ngày mai mới có vlog. Inbox trước thú cưng mèo chứ. Rồi bây giờ cho Kairon trước đi. Kairon có vẻ thích inbox nè. Tôi là được mệnh danh là thằng may mắn. Cho dù là nếu mà nó không ra được cái con nguyện vọng của tôi thì nó cũng phải là một con nguyện vọng người khác. Mắt lé. Lỗi. Mắt đục ra hoặc là xìn là mắt rưng. Rồi ok. Rồi xin vía nè, xin vía nè. Mình là mình thích nè. Mình thích rồi. Thích mấy cái tiết mục này lắm. Xin rịch, xin rịch nè, xin rịch nè. Tôi là tôi muốn xin rịch các bạn ơi. Không như thẻ nha. Không, không bóp luôn. Tại vì mình bóp là mình sẽ biết được là trong đây nó có cái gì. Rồi. Đấy, mày thấy là chuyên nghiệp các bạn, chuyên nghiệp. Con này mà xích rịch là bá cháy quá. Con này mà xích rịch là bá cháy luôn á. Bùng nổ luôn các bạn. Tôi mở nhé. Mở đi, mở đi. Làm gì mà hồi hộp quá vậy? Cái đó là tay ra xích rịch nhiều quá. Tớ mình chiếc kẹt nữa không? Thôi đừng được chiếc kẹt. Trời ơi, sao kỳ quá. Hôm bữa là cái tỷ lệ mà ra xích rịch nó thấp lắm, đừng có xét nghe không? Chiếc kẹt vô tay cái xích rịch như là con thường luôn mà thầy.
nhanh nhanh đi ông nội. Mắt lé ơi xin đừng đi nhé em. Mắt lé ơi ta 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 ta. Wow, mắt lé. Đã màu đen rồi còn mắt lé nữa bạn. Mình á là mình chỉ mở được đôi ra hoặc là mắt rinh thôi. Nhờ ca nhờ. Mà. Cảm giác này là cảm giác vừa nắm vừa xoa đó các bạn. Trời ơi. Không sao, nói chung là một bé mèo đen. Ok, Karen vừa mới vô là thấy Karen đen rồi các bạn. Đen thui luôn. Vừa vô thấy Karen đen thui rồi. Trời cay trời, con đen như số mặt của cây. Đen là như là không có cửa rồi. Rồi, tức là Phong nè. Lần này Phong mở chỉ có thể là xích rịch thôi. Xích rịch hồi là biết xích rịch. Không có cái niềm tin đâu à. Ủa, mình phải có niềm tin chứ sao. Người ta nói là cái lực hấp dẫn của vũ trụ, bạn hiểu không? Đúng vậy. Mình cứ suy nghĩ rằng là mình ra được xích rịch thì nó sẽ ra xích rịch thôi. Cậu đừng bóp nhá, cậu đừng bóp nhá. Không bóp gì hết. Rồi, con này là nó dễ nhận ra lắm. Rồi, các bạn xem coi con của mình là gì nha các bạn nha. Các bạn cùng hồi hộp của mình này. Mình mở nhanh lắm, không có chậm như Caron đâu. Tại tớ gùng quá. Gùng quá hả? Rồi. Ủa xin gì vậy? Sao chị chết kẹt rồi chứ đúng được không? Sao không được nhìn nha, xin xong, nhìn nha. Ủa lật lại nè các bạn, trời ơi, đúng buồn luôn. Ủa mèo trắng, mèo xin. Đù, màu trắng. Ủa đây đâu, màu trắng luôn. Màu trắng hồng, trắng hồng. Ủa gì luôn á vậy? Con trắng hồng mặc gì đây? Thế nào khoe các bạn coi giúp mình luôn. Đây con là chuông đen. Ê chuông đen nha. Xin thế nào khoe các bạn coi giúp mình luôn. Trời ơi. Đây là con của Kai, đây là con của Phong mọi người. Đây ăn chuông vàng luôn. Trời ơi. Ê bây giờ tao mới nhận ra là cái chuông nó khác màu. Đúng rồi, chuông là random luôn. Của mình là chuông màu đen. Ui chuông màu đen nhìn đẹp quá các bạn. Ngầu quá. Wow ngầu. Rồi. Ok. Đến xem đi nào. Cái Ron mở được con đen, mình mở được con trắng các bạn. Trời ơi. Hấp mặt đôi đường. Đúng là hấp đôi à, đôi đen vậy. Cũng đúng rồi. Cậu chơi trắng còn tới giờ đen. Gì vậy con? Gì vậy? Gì vậy? Ôi ôi. Cái này tự nói ra đi. Tự nói ra quá. Ý tôi là tôi da ngâm các bạn. Rồi đây. Tôi chỉ muốn là con sáng. Chắc nha, sai xin mày không chắc nha. Thấy không? Không có vui. Sáng, sáng mắt nước. Tôi lại thích mắt nước thôi. Lẽ là chuồng gà. Từ từ xem. Gì? Hồi hộp xíu. À hộp á. Rút ra đúng không? Rút ra à, đúng không? Hồi hộp đó nha. Thôi thôi cái màu này. Ơi, màu trắng. Màu trắng gì đây? Ủa? Sao có hai màu trắng? Ủa? Ủa? Ui trắng này là trắng. Trắng xám. Trắng xám. Trắng xám rồi, trắng xám của Phong, của Phong. Của Phong. Ủa trắng xám không? Trắng xám, trắng xám, đúng rồi, trắng xám. Đây nè. Người dòng của Phong. Đây xin hiểu bạn, đây sẽ là bé mèo mà tôi sẽ nhận nuôi. Bé mèo sẽ có hình dáng y chang như con này luôn. Đúng rồi. Y chang như cái con này luôn, các bạn có tương tự nha, y chang luôn đó. Mẹ thương quá, tay thương rồi. Sắp tới con vlog nhớ coi nha. Mà tớ nhận ra là con nhà tớ chưa có con này này. Ôi con này đẹp quá cậu nha. Ừ, con này đẹp hết luôn á. Đẹp nha. Tớ sẽ giữ con này. Ê, hồi chiều là tôi với Phong là ra em mà ra được mắt mặt ướt rưng rưng sình hơn cay luôn á. Cái đó là xui nhất các bạn, cái đó là xui nhất. Mắt lé là nguyên cặp đôi luôn á. Cặp đôi lé, cặp đôi Dora. Trời, đừng có nói gì mà. Đây. Rồi, bây giờ tới lượt Sim ơi, ra xích rịch đi Sim. Ủa mà nguyện vọng của Sim là con gì vậy? Con trắng, mắt con trắng, mắt nước. Mắt nước hết em ơi, bên này là con trắng, mắt Dora rồi. Giờ đây em là con gì rồi đó. Không, chắc chắn là có niềm tin gì đúng không? Tự nhiên tớ có một cái niềm tin là những ai xích rịch quá rồi. Ờ, tí tớ cũng cảm giác Simi may mắn đó cậu ạ. Này, cảm giác Simi may mắn quá. Này, mọi người bảo con này nặng á, Simi bảo con này nặng. Nếu mà ra xích rịch là chắc vỡ hoa luôn đó. Xem gì rồi, vậy là mình đã mấy bạn là xích rịch của mình. Mở xích rịch của mình. Mày mở giúp mình xích rịch đi Sim. Kéo ra biết liền à. Không, hết trời ơi, nó màu xám xịt luôn á trời. Không, màu nâu. Màu xám, nâu, đây, màu xám. Mắt gì nè. Lẽ là con này nè. Ủa con này lão vậy? 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 Ủa con này lão vậy?
sao? Là cực kỳ hiếm. Cực kỳ hiếm luôn hả? Em, cái gì? Cực kỳ hiếm luôn hả? Thôi, đây là mắt nước, ở đây là mắt nước nè. Mắt nước nó vô mắt nước rồi. Đây nè. Còn cái này là mắt nước rưng luôn. Trời ơi. Ê cậu ơi, hình như nhà tớ là chưa có con nào chưa mắt nước rưng. Chưa có mắt nước rưng luôn. Đây nhà tớ là may mắn nhất là hôm trước là mở được con mắt nước thì thôi này. Oh. Trời ơi, mắt nước rưng là cái gì lẹ. Đã mắt nước còn rưng nữa. Trời ơi, ê hề. Quá đã, con này bán được nhiêu cái? Con này là tôi nghĩ là chắc được 1.500.000 đấy. Cái này là do tôi nghĩ nha mày. Hồi nãy là xin bảo là ước nguyện của Sim là mắt nước của nó ra rưng luôn. Trời ơi, mắt nước rưng luôn trời. Quá xịn luôn. Ra không có trời mắt. Cái này mình không ngờ thiệt bạn. Cái này không ngờ thiệt luôn. Con này còn xinh đẹp đó. Con này chắc phải biết hơn xinh đẹp luôn á chứ. Còn cò đó. Chắc không mượn. Con này cực kỳ hiếm luôn nha các bạn. Mắt hiếm luôn. Bên trong mắt nó có nước bạn, đảo quá. Trời má ơi, hiện cái mấy ông này la, mày kiểu ủa gì la như vậy. Mày nào tôi thì tôi thấy kiểu ủa sao mắt gì mà nó có kim tuyến. Ê. Phong mới đầu Phong nhìn thấy có rưng rưng thôi. Mà Phong không để ý bên trong là có mắt nước nữa. Trời ơi. Tí nữa chụp ảnh up lên, tí nữa chụp ảnh up lên mạng. Trời ơi, đẹp không luôn. Đẹp tôi chưa. Đẹp không luôn á. Bây giờ nè, còn hai hộp. Sim với lại cây hộp, Phong Sam hộp. Ở lộn nhầm, Sam với Sim hộp, Phong với cây hộp. Đó, sơ. Rồi. Bây giờ mình với bạn học này nha. Rồi. Bây giờ anh em của tôi sẽ mở trước nha hay là chị em đây? Chị em đi. Xin mời hỏi chị em nha. Trời ơi. Chị em đang có vía bạn, hỏi chị em đang có vía. Ghê thật xấu luôn á. Ghê quá. Trời ơi, một bầy con. Đây là cái cảm giác mà tôi rất là thích khi em bóc các bạn ạ. Thôi, cái con nó cũng cho bằng rồi, xếp rạch đi ha, mắt hay quá. Trời ơi. Nó đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trời ơi, con này là con gì đây nữa? Thôi, mở đơn giản này. Ghét mệt quá rồi. Không có chắc nha. Rồi cho em mình kích trước hả? Ồ, tam thẻ em ơi. Đã, tam thẻ nha. Tam thẻ nè, trời ơi đẹp. Mèo tam thẻ, mắc gì đây? Mắc gì đây nè? Về nhà đi má, về nhà đi. Sao cứ em cầm lên nữa bạn coi thử. Trời ơi. Về nhà giúp. Lắc luôn á, lắc hoài là lắc luôn. Em có thấy cái chuồng nó nhuộm màu nha. Ê bạn, bạn có thấy bọn mình giống như trên TikTok á, có mấy cô chú hay kiểu xếp mấy con chó mèo ra bán á mấy bạn. Kiểu là con nào anh? Dạ con này hả? Con này 1.500.000 nha. Nãy giờ là tớ thấy là bộ sưu tập của cậu là có hai con mắt lé này. Ê quá rồi. Hai con mắt lé là thôi. Hai con mắt lé, hai mắt đâu ra với một con rất hiếm. Trời. Còn bóc cuối cùng của anh em mình sẽ là gì đây? Vậy đó sẽ là cái gì ta? Hiện tại tớ nhìn thấy là có tam thể nè. Có mắt con này nè, có con này, nói chung là cũng còn nhiều con chưa có lắm. Ê con này là bố tụi mình chưa ai cua được con này nha các bạn. Mắt luôn nước nha. Chơi đi cậu ơi. Chơi luôn đi cậu ơi. Chơi đi. Không có check à, chị không check à. Chị không check à. Mất vui quá. Chơi được đâu. Màu xám của Sammy. Đồn bà, đừng có lẽ. Sao ơi, xấu. Trời ơi, nó xấu đi luôn. Nó xấu tàn canh không. Trời ơi, trời ơi. Ủa, trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Màu xám mà nó không lé được. Sao để em giúp chị? Ác quá, ác quá. Thầy bắt đi, lộn ra. Ơi, cái chàng tháo ra hư luôn. Ôi, nó đồng một lẹ, màu xám nó đẹp luôn á. Ê, cái có màu xám không vậy? Được con màu xám là mắt lé. Ôi vậy tính ra là không mở ra ba con mắt lé luôn bạn, quá xui luôn. Không, bù lại con này là 10 điểm rồi Phong ơi. Con này là trừ lỗ, trừ lồi là cái này là thôi không còn. Nói chung là Sam nói cũng đúng là lời được con này là quá VIP rồi bạn. Cái này thì cái tỷ lệ mà chúng con này rất là hiếm. Tại vì Kai với Phong với tụi mình đều anh bắt chục bắt rồi chưa ra được con mắt gọi là nước rưng hết. Ê, chưa. Còn một hộp nữa Phong, còn một hộp nè. Ủa con hả? Con gì vậy? Con gì đây? Gì vậy? Lam bú bú! Wow! Lam bú tươi mà! Mệt quá à! Ok bạn ạ, nói chung là ngày hôm nay thì mình đã cùng với mẹ Simmy, Sammy và Carol. Bọn mình đã cùng nhau inbox tiếp tục cái hộp mẹ thần tài. Nói chung là không ra được xinh đẹp các bạn. Nhưng mà nói chung bù lại là không ra được xinh đẹp nhưng mà được một con siêu hiếu mà phải nói là có lẽ là Carol cũng rất là thèm thuồng đúng không? Thèm, tôi cũng thèm con này. Bây giờ nè mình nói là đổi con này với lại con xinh đẹp của bạn, mày thấy sao? Má.
bà. Suy nghĩ cũng phải đáng, tức là cũng đáng suy nghĩ chứ. Trời ơi, nghĩ sao vậy, cũng thường không đâu ạ. Tớ vẫn thích con này hơn rồi. Đúng rồi, tớ thật hơn. Con này chỉ là được cái giá mắt đúng thôi. Thấy bây giờ này đi. Cậu tháo mắt con này ra, tớ gắn mắt con này vô nữa là con này siêu VIP rồi. Đúng rồi, là siêu VIP rồi. Đúng rồi. Con xích rịch này mà gắn mắt này vô là siêu VIP rồi. Còn mắt nước nó rưng nữa thì thôi, không còn gì nữa. Mình không biết tháo, chừng tháo hư luôn. Ok bạn, vậy là coi như ngày hôm nay thì nói chung là cũng 50-50 bị ba con mắt lé, nhưng mà không sao, mắt lé cũng dễ thương, bạn cũng có thể chưng được cho ông hay ông nha. Đừng như Sam nha các bạn. Đã con nó như Sam. Không, mắt đùa ra là để ngủi rồi. Mau ra để ngủi. Ok. Mắt nữa không mắt lé. Và các bạn hãy cùng nhau đón chờ tiếp tập tiếp theo sẽ là vlog gọi là chào mừng thú cưng mới của mình và Sammy, các bạn hãy nhớ xem nha. Còn vlog ngày hôm nay thì sẽ là vlog inbox để cho các bạn xem giải trí chờ vlog thú cưng thôi đó. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Tạm biệt.